Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các bạn, tôi là Luật sư Vlog. Vụ án của Hồ Duy Hải đến nay diễn biến khá là phức tạp. Nhiều nguồn tin, thông tin báo chí chính thống và nhiều nguồn thông tin báo chí cũng không chính thống đã đăng tải nhiều ý kiến trái chiều của những người trong cuộc với nhau, những người có thẩm quyền liên quan đến vụ án của Hồ Duy Hải. Đơn cử như là bài trao đổi ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một bài báo cáo của một vị đã từng là thành viên đoàn giám sát của Quốc hội trong vụ án của Hồ Duy Hải. Vị này là thành viên cùng đoàn với bà Lê Thị Nga vào năm 2014. Tuy nhiên, ý kiến của vị này hoàn toàn khác với bà Nga. Vì sao lại như vậy? Chúng ta cùng đặt câu hỏi. Nhưng để muốn biết vì sao thì chỉ có thể là hỏi ngay chính vị này mới có thể trả lời được. Sau khi tham gia đoàn giám sát của vụ án Hồ Duy Hải về, bà Lê Thị Nga có làm một bản báo cáo cho đoàn giám sát, nghĩa là báo cáo cho Quốc hội. Và tôi cũng tin chắc rằng vị này cũng là thành viên trong đoàn giám sát, cũng đã có thực hiện một bản báo cáo độc lập cho riêng mình. Nhưng không biết báo cáo viết như thế nào. Tuy nhiên, qua phiên tòa giám đốc thẩm ngày 8 tháng 5 năm 2020, thì sau đó một tháng, vị này có thực hiện một văn bản gửi đến các vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước để trình bày quan điểm của mình về vụ án của Hồ Duy Hải. Và quan điểm này trái ngược hoàn toàn với bản báo cáo của bà Lê Thị Nga. Bây giờ thì luật sư sẽ chia sẻ lại toàn bộ nội dung bản báo cáo của vị này đến các bạn. Đó chính là báo cáo của tiến sĩ Đỗ Văn Đương, phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội. Chúng ta cùng lắng nghe, cùng suy ngẫm xem vụ án Hồ Duy Hải tại sao lại có nhiều ý kiến trái chiều như vậy. Luật sư vẫn thích nhất là khi chúng ta trao đổi, chúng ta nói, chúng ta phải lập luận và nêu căn cứ pháp luật rõ ràng. Đó là quan điểm của luật sư. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, kính gửi đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Tôi, Đỗ Văn Đương, Phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 13 năm 2014. Tôi là thành viên đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo đúng quy định của pháp luật. Tôi đã nghiên cứu tài liệu liên quan và đã cùng bà Lê Thị Nga, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, đã gặp và hỏi Hồ Duy Hải tại trại tạm giam Công an tỉnh Long An, có biên bản làm việc kèm theo. Hơn một tháng nay, kể từ ngày kết thúc phiên tòa giám đốc thẩm vụ án của Hồ Duy Hải của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, tôi thấy tiếp tục có những ý kiến khác nhau về vụ án này. Với tâm huyết của cán bộ chuyên tâm công tác tư pháp hơn 30 năm và là thành viên đoàn giám sát vụ án này, tôi thấy có trách nhiệm kính báo cáo đến các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước một số vấn đề cơ bản như sau. 1. Khi trực tiếp gặp và hỏi Hồ Duy Hải tại trại tạm giam Công an tỉnh Long An, lúc đầu Hồ Duy Hải thấy có đại biểu Quốc hội đến gặp và hỏi, anh ta cũng chối. Sau khi hỏi tiếp, Hồ Duy Hải đã khai nhận giống như các nội dung các cơ quan tố tụng đã buộc tội, khai rằng không bị ép cung, nhục hình. Sau đó, các thành viên trong đoàn giám sát thảo luận kỹ và cơ bản thống nhất. Ở đây thì ông này lại sử dụng cái câu là cơ bản thống nhất là Hồ Duy Hải không oan, chỉ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải thích rõ một số sai sót được cho là vi phạm thủ tục tố tụng. Báo cáo giám sát của đoàn giám sát cũng thể hiện là như vậy. 2. Trong vụ án Hồ Duy Hải, tuy có một số sơ suất như là không thu giữ được chứng cứ là cái thớt, cái ghế và con dao khi khám nghiệm hiện trường, nhưng đây là vụ án giết người không quả tang nên không dễ gì để xác định được cái gì là vật chứng để quyết định mà thu giữ. Tuy vậy, bản ảnh hiện trường và biên bản khám nghiệm hiện trường đã ghi nhận, mô tả tất cả những chi tiết, đồ vật liên quan đó tại hiện trường. Đó chính là chứng cứ vật chất để sau này đấu tranh với các đối tượng nghi vấn. Một tháng sau, ngày xảy ra vụ án, cơ quan điều tra truy bắt được đối tượng nghi vấn là Hồ Duy Hải. Lúc đó, Hải mới khai rõ hành vi phạm tội, đã dùng thớt, ghế và con dao để gây án. Vì không có vật chứng nên để kiểm tra chứng cứ này trên cơ sở lời khai của Hải, bản ảnh hiện trường và biên bản khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra mua thớt và dao tương tự để thực nghiệm điều tra, kiểm tra lời khai của bị can thấy đúng, hoàn toàn phù hợp với thực tế hiện trường, không mâu thuẫn,
không phải cơ quan điều tra đưa các đồ vật này vào hồ sơ làm vật chứng vụ án như một số ý kiến nêu ra. Như vậy, những sai sót về thu thập con dao, chiếc ghế, con dao đã được khắc phục trong quá trình điều tra và suốt trong quá trình tố tụng tiếp theo về vụ án, không phải bây giờ mới phải khắc phục. 3. Hệ thống chứng cứ thu thập được đủ chứng minh thời gian địa điểm Hồ Duy Hải đã có mặt tại hiện trường vào buổi tối ngày xảy ra vụ án, nhân chứng, xe máy, lời thú tội, hoa quả và kết quả thực nghiệm điều tra. Hải đã điều Vân đi mua hoa quả, còn lại chỉ có Hải và nạn nhân Hồng trong phòng. Chỉ có điều Vân ra ngoài mới giết được Hồng và sau mới giết được Vân là đúng quy luật thực hiện tội phạm. Hải đã dùng thớt đập vào đầu nạn nhân Hồng, sau đó là dùng cái ghế đập vào đầu nạn nhân Vân. Sau đó Hải dùng dao cắt cổ hai nạn nhân, rửa dao vứt vào chỗ kín, chỉ Hải mới biết được. Khai rõ đặc điểm sợi dây chuyền đã lấy của Hồng, việc bán vàng, điện thoại tại hai cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh do Hải chỉ đúng địa điểm. Hải chỉ rõ nơi đốt quần áo ngay sau khi gây án và mẫu tàn tro thu được phù hợp với cái áo, quần của Hải mặc. Nhân chứng khai, nhìn thấy khi đối tượng da trắng, mặt tròn có mặt tại bưu điện Cầu Voi vào tối ngày xảy ra vụ án. Tuy không nhận dạng chính xác là Hải nhưng hoàn toàn đúng với thực tế nhận dạng của Hải khi tôi gặp hỏi. Chỉ có Hồ Duy Hải mới biết rõ ràng chi tiết hành vi phạm tội của mình và sau khi phạm tội làm gì, ở đâu. Lời thú tội của Hải đúng với thực tế vụ án, phù hợp với hệ thống chứng cứ khác buộc tội Hải, thể hiện đầy đủ rõ ràng trong hồ sơ vụ án. Hàng vài trăm người tình nghi khác đã được cơ quan điều tra rà soát kỹ lưỡng từng người, từng chi tiết, đủ bằng chứng ngoại phạm là họ không liên quan đến vụ án. Do vậy, cơ quan điều tra đã loại trừ những người này ra khỏi vòng tố tụng, không đưa vào hồ sơ pháp lý là đúng với pháp luật. 4. Trong suốt quá trình tố tụng, Hồ Duy Hải đều nhận tội. Sau khi kết án tử hình, Hồ Duy Hải tiếp tục không kêu oan, chỉ xin tha tội chết và Chủ tịch nước đã bác đơn ân giảm. Sau đó, Hồ Duy Hải xin được thi hành án sớm, xin thôi quốc tịch Việt Nam và đã tự sát nhưng không thành. Mẹ Hồ Duy Hải và những người khác không hề biết việc Hải phạm tội như thế nào, không biết đầy đủ kết quả quá trình điều tra, truy tố, xét xử, tách rời những sơ suất về thu thập vật chứng khi khám nghiệm với việc khắc phục những sai sót này trong quá trình điều tra, tố tụng, sau đó để cho rằng thủ tục tố tụng bị vi phạm nghiêm trọng là không đúng, để cho rằng người khác phạm tội. Còn Hải bị oan, cần hủy án điều tra lại, rõ ràng là ngộ nhận, sai sự thật, cố ý phủ nhận, xuyên tạc bản chất khách quan của vụ án. Tôi nhận thấy rằng các cơ quan tiến hành tố tụng đã vô tư, khách quan, khắc phục thiếu sót, thu thập đầy đủ chứng cứ vật chất, phù hợp với lời nhận tội tự nguyện do chính Hồ Duy Hải tự viết ra. Không ai ép buộc, không có mớm cung, nhục hình. Chứng minh rõ Hải đã giết người và cướp tài sản. Đó là tất cả những gì có thật phù hợp với thực tế khách quan của vụ án, đúng trình tự, thủ tục và quy trình của pháp luật. Việc kết án tử hình đối với Hồ Duy Hải của bản án sơ thẩm, phúc thẩm là đúng sự thật khách quan về bản chất của vụ án. Không còn gì phải làm thêm, không có căn cứ và không có lý do gì để phải hủy án điều tra lại. Phiên tòa giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao diễn ra tới 3 ngày, khách quan, công tâm, dân chủ đã làm rõ và kỹ tất cả những mâu thuẫn, sai sót mà kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, kể cả ý kiến luật sư và dư luận nêu ra. Tôi đồng tình cao với kết luận sáng suốt, khách quan, công tâm, đúng pháp luật của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao vào chiều ngày 8 tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên, tại cái bản kiến nghị này, cái bản công văn này của ông Đỗ Văn Đương lại ghi là ngày 8 tháng 5 năm 2020 không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm, phúc thẩm, chấm dứt mọi hoạt động tố tụng, xử lý nghiêm khắc Hồ Duy Hải, trả lại công bằng cho hai nạn nhân Hồng và Vân. Trên đây là ý kiến cá nhân. Tôi xin chịu trách nhiệm trước đảng và pháp luật, xin kính báo cáo các đồng chí. Hà Nội ngày 12 tháng 6 năm 2020, người viết, luật sư hoàn toàn không có ý kiến gì thêm đối với bản báo cáo này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Luật sư Vlog. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi.